Mình bắt đầu vào thăm cung đình Huế, các bạn đi chơi của mình. Cổng Thiền Nhơn. Lấy hào là trồng sen hết rồi. Đi ra phía cột cờ và vào cái chợ. Bạn biết là các thành ngày xưa nó đều có cấu trúc là bên ngoài thành là cái hào sâu. Hào sâu để chống vượt leo vào thành. Và thường là, hoặc là người gài quân địch vào rồi đổ dầu đốt ở dưới hào. Còn bên trên là hệ thống tường thành. Bây giờ thì không còn dùng nữa, lên là trồng sen để làm du lịch. Mình đã đi ra trước cửa ngay phía cột cờ. Bên này là bảo tàng.